Xin chào tất cả các quý anh chị và các quý nhà đầu tư. Tôi là Tuấn Nguyễn, cố vấn bất động sản nghỉ dưỡng. Tôi đến từ Hải Phát Land và hiện tại tôi đang phụ trách dự án Legacy Hill. Đây là một cái khu đô thị nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp với quy mô lớn nhất Lương Sơn Hòa Bình hiện tại. Và trước mặt tôi và tất cả các anh chị, các nhà đầu tư, đây chính là cái mặt bằng có gần như đầy đủ 89 tiện ích trên tổng quy mô là 60 ha của dự án Legacy Hill, đúng không ạ? Và hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu tới tất cả các anh các chị và các quý nhà đầu tư một cái căn biệt thự xuất ngoại giao. Nó có mã số là DB304. Đó, đây là một cái suất đầu tư mà tôi đánh giá là các anh các chị có thể đầu tư ngắn hạn hoặc cả dài hạn cũng đều là ok, một suất đầu tư rất là vừa phải. Căn biệt thự DB304 diện tích là 327,47 m², xây 2,5 tầng. Diện tích xây dựng mặt sàn là 114,61 m². Tổng diện tích xây dựng là 286,54 m, mặt tiền là 11,3 m, đúng không ạ? Và có hướng đông bắc. Đây ạ. Các anh chị có thể nhìn cái vị trí của cái căn biệt thự DB304, cái căn số 04 đây ạ. Trước mặt căn số 04 này, đó là con đường rộng 10 m. Đó, anh chị có thể thấy không ạ? Trước mặt của căn 04. Bên cạnh đó ấy, thì có thêm cái con đường nội khu này. Các anh chị có thể thấy không ạ? Đây con đường nội khu. Thì con đường này khoảng 3 m, đúng không ạ? Và con đường nội khu này dẫn đến những cái khu khác. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy trên bản đồ ạ. Cái view ấy của cái căn 04 này là nhìn trực tiếp ra cái hồ cảnh quan đây. Ở đây có một cái hồ cảnh quan các anh chị ạ. Đó, bởi vì sao? Bởi vì những cái căn biệt thự đằng trước của căn 04 nhé, thì chỉ có độ cao trung bình khoảng 25 m thôi. Còn cái căn có dãy của cái căn B304 này thì độ cao của nó là 35,93 m. Cái dự án Legacy Hill này, các căn biệt thự đều được xây theo cao độ trên các ngọn đồi. Chính vì vậy mà view trực tiếp ra hồ cảnh quan. Các anh chị và các nhà đầu tư khi mà sở hữu cái căn biệt thự này, chúng ta có thể đi bộ ra, chúng ta câu cá ở tại đây. Và tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu. Thì ở cái phía view đằng này, ở view đằng xa, thì cái căn B304 này có thể view trực tiếp ra cái cánh đồng, đúng không ạ? Cánh đồng rộng bạt ngàn. Các anh chị cứ thử tưởng tượng vào cái mùa lúa chín ấy, đúng không ạ? Thì mỗi buổi sáng bình minh chúng ta thức dậy, không những chúng ta hít được không khí của núi đồi này, không khí từ sông suối này, mà những cái mùi hương lúa chín thật sự rất là tuyệt vời. Và ngay phía bên trái đằng sau một chút của cái căn 04 này, các anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Cái khu này này, cái khu số 3 này, đây là trường liên cấp quốc tế, đúng không ạ? Ở cái khu này thì bao gồm là trường học này, vườn thực nghiệm này, vườn đọc sách này, cái khu nhà thể chất này. Ở cái trường liên cấp quốc tế này thì sẽ dạy cho các con em của các anh chị những cái trải nghiệm thực tế, những cái kỹ năng sống rất là tốt, sử dụng cái giáo trình đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đó, bên cạnh đó thì cái khu vực này, đó là cạnh trường học ấy, thì có cái khu sinh thái dã ngoại ngoài trời, thì có những cái tiện ích như là trượt cỏ này, nhà cây này, hay là hai que ấy. Đó, phía đằng sau của cái căn 04 nhé, đây các anh chị này, khi chúng ta đi dọc theo cái đường nội khu, đúng không ạ? Đi qua cái đường 16 m, anh chị có thể thấy không ạ? Đây là đường này, rộng 16 m này. Đó, thì chúng ta sẽ đến một cái sân gốp, gọi sân gốp mặt hồ. Đây có cái hồ này. Đó, thì sân gốp mặt hồ này cũng ở ngay cạnh cái khu vực bungalow và khu khách sạn quốc tế ven sông. Đó, đây là khu khách sạn quốc tế ven sông. Và trên mặt hồ này chúng ta có một cái nhà hàng nhé, một nhà hàng vắt qua hồ này. Hồ này các anh chị cũng có thể là ngồi câu cá được. Chủ đầu tư sẽ thả cá ở hồ này. Đây hoàn toàn là những cái hồ mà tự nhiên các anh chị ạ. Hoặc là từ cái khu vực này, các anh chị không muốn chơi ở gần hồ thì chúng ta có thể sang bên trái một chút. Đây các anh chị có thể thấy không ạ? Đây là cái khu cao nhất của dự án, gọi là chòi vọng cảnh. Ở trên này có một cái bể bơi vô cực các anh chị ạ. Đó, view ở đây là cái view cao nhất của dự án, nó rơi vào tầm 45 đến 50 m, độ cao trung bình so với mặt nước biển. Thì ở trên cái chòi vọng cảnh này, các anh chị, các nhà đầu tư có thể là view gần như toàn bộ dự án của chúng ta, dự án Legacy của chúng ta. Và ở đây tôi cũng xin phép được chia sẻ một vài cái tiện ích khác của dự án. Ví dụ như đây, đây chính là hồ cá koi, là chủ đầu tư sẽ thả 1.000 con cá koi ở đây. Các anh chị có thể, các nhà đầu tư có thể là câu cá ở cái hồ này. Đây, gần như tất cả những cái hồ, cái suối, con suối ở trong dự án Legacy đều là hồ và suối tự nhiên hết các anh chị ạ. Ở đây có một nhà hàng vắt qua cái hồ này. Đó, như cái hồ này thì chủ đầu tư sẽ làm một cái bến gọi là bến thuyền thiên nga ấy. Các anh chị có, các nhà đầu tư có thể là du thuyền ở trên cái hồ này, ở trên cái con suối này.
hoặc là có thể tổ chức những cái buổi tiệc BBQ ở khu vực phía bên Elite. Thì dự án Legacy cũng có 3 phân khu chính đúng không ạ? Đây này, đây các anh chị có thể thấy không? Đây là cái phân khu Elite này. Elite Riverside, đây là cái phân khu mà chủ đầu tư sẽ định vị là phân khu có biệt thự cao cấp nhất của dự án. Còn đây là cái khu Lux Forest. Đây là chủ đầu tư định vị là cái khu chăm sóc sức khỏe đặc biệt đúng không ạ? Đặc biệt là cho người già này, những cái cô chú lớn tuổi, các nhà đầu tư lớn tuổi hoặc là các anh chị có thể là đưa bố mẹ của mình lên trên này nghỉ hoặc là sống tại đây thì cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Trung tâm thiền và chăm sóc sức khỏe ở đây. Đó. Và hiện tại thì chủ đầu tư đang mở bán cái khu trung tâm. Đó là cái khu Fantasy ấy. Đây, chính là cái khu B đây, Fantasy Hill. Khu trung tâm với vị trí đẹp nhất dự án đúng không ạ? Và mức giá khởi điểm đang rất ok, chỉ từ 10 đến 14 triệu một mét vuông đất thôi. Và đặc biệt là cái căn biệt thự DB304 mà tôi đang giới thiệu cho các anh các chị và các nhà đầu tư đây, nó chỉ có giá là trên 10 triệu một mét vuông đất đúng không ạ? Rất là rẻ. Và tôi cũng xin khẳng định chắc chắn với các quý nhà đầu tư rằng sau này sẽ không còn cái mức giá trên 10 triệu một mét nữa đâu ạ. Riêng cái khu này nhá thì ít nhất cũng phải từ 13 đến 15 triệu một mét. Và đây là cái giá mà chủ đầu tư đang đưa ra là giá trần nhá. Đó, đó cũng chỉ là một trong ba cái lý do mà tại sao tôi đánh giá rất cao cái căn DB304 này mà ngay từ đầu tôi đã giới thiệu cho tất cả các anh chị. Ngoài cái lý do là hiện tại giá khởi điểm rất là rẻ, chỉ hơn 10 triệu một mét vuông đất thôi, thì cái căn này này nó chỉ có diện tích rất là vừa phải là 327, hơn 327 mét. Đúng ạ. Và trong khi đó là ngân hàng còn đưa ra hỗ trợ mình đến 65% giá trị căn biệt thự và ấn hạn cả gốc cả lãi trong vòng 2 năm cho các anh chị. Tính ra nhé, tôi tính ra cho các anh chị là căn này chỉ khoảng độ 5 tỷ hoặc trên 5 tỷ một chút. Còn lại tất cả những căn khác các anh chị có thể để ý không ạ? Cái suất đầu tư nó phải trên 6 tỷ đổ lên. Anh chị vào cái căn này nhé, mình đặt cọc 100 triệu đúng không ạ? Sau đó 4 tháng, tôi chỉ lấy ví dụ là ngày 20 tháng 4 đi, các anh chị vào căn này thì 4 tháng sau là 20 tháng 8 đúng không ạ? Các anh chị vào tiếp 500 triệu nữa đúng không ạ? Sau đó 4 tháng sau là vào đợt 3 là 4 tháng nữa là vào 20 tháng 12 là anh chị vào 500 triệu nữa và bắt đầu tiến hành ký hợp đồng mua bán. Đúng không ạ? Tổng số tiền các anh chị cần có là 1,5 tỷ vào thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Và sau đó thì ngân hàng sẽ vào cuộc để hỗ trợ các anh chị. Mà cái giá mà tôi giới thiệu đến tất cả các anh chị ấy, đó là giá trần nhá. Đấy, thì đến khi mà ra giá chính thức thì nó có thể thấp hơn. Mà trong khi đó anh chị còn được hỗ trợ lãi suất là 24 tháng. Đấy, thì tôi tính thì phải đến tầm khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2023 thì các anh chị mới hết cái giai đoạn hỗ trợ lãi suất. Đấy, nhưng mà trong khi đó nhá, là vào quý 3 nó sẽ rơi vào khoảng độ tháng 9, tháng 10 năm 2022 ấy, là anh chị đã được bàn giao rồi. Và 6 tháng sau thì các anh chị mới hết cái thời gian hỗ trợ lãi suất ấy. Đầu tư vào thời điểm hiện tại là rất có lợi. Nếu các anh chị ấy, nếu các anh chị thuộc tiếp nhà đầu tư mà không thích đầu tư dài hạn ấy, không thích là sau này mình sử dụng căn biệt thự này hoặc là đưa cái căn biệt thự vào khai thác dòng tiền cho thuê ấy, thì tôi cũng tự tin khẳng định với các anh chị là qua sóng 1, sóng 2 của dự án đúng không ạ? Khi mà hạ tầng cơ sở hạ tầng hoàn thiện này, khi mà căn biệt thự thành hình ấy, thì chúng tôi tự tin chắc chắn rằng cái giá trị của cái căn biệt thự của anh chị, của các nhà đầu tư lên tới giá 15 16 triệu một mét vuông đất là hoàn toàn bình thường và có thể là thanh khoản nó là hoàn toàn là dễ dàng. Tôi khẳng định là như vậy. Tôi chỉ sợ đến lúc đó khi mà hạ tầng hoàn thiện cái căn biệt thự mà xây lên các anh chị lại không muốn bán, đúng không ạ? Muốn giữ lại để khai thác dòng tiền bằng việc đó là ủy thác cho một cái đơn vị quốc tế vận hành. Và đó là một vài cái chia sẻ nho nhỏ của tôi về cái dự án Legacy Hill và căn biệt thự DB304 đúng không ạ? Nếu các anh chị và các quý nhà đầu tư quan tâm thì có thể inbox trực tiếp cho tôi qua Facebook ở phía dưới video này hoặc là truy cập vào kênh YouTube của tôi. Đó, kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn ạ, để theo dõi nhiều cái video hơn về những dự án nghỉ dưỡng ở khu vực Hòa Bình này, Quảng Ninh này đúng không ạ? Hay là những cái dự án là trên khắp đất nước Việt Nam. Và nếu các anh chị muốn biết thêm chi tiết thì có thể liên hệ với tôi trực tiếp qua số điện thoại, qua Zalo 096 227 8997 hoặc website là tuấnvdg.com. Và cuối cùng, nếu các anh chị và các quý nhà đầu tư thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like, share và nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của tôi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.